Xin chào các bạn, hôm nay thì tôi sẽ tiến hành ca sau khi mà gắn mắc cài để niềng răng nhanh. Thì trong khoảng thời gian là 3 đến 6 tháng thì hôm nay cô quay lại để chúng tôi tiến hành là làm miếng dán veneer ở trên các mặt răng cửa 4 răng. Đấy, ngày trước của cô thì nó bị vách cái răng 1-2 một chút, nhưng hôm nay là chúng tôi sẽ tiến hành sau khi mà niềng xong thì bây giờ chúng tôi bắt đầu tiến hành là mài veneer, và hôm nay là đến cái buổi gắn cái răng miếng dán veneer ở trên răng của bệnh nhân. Vừa rồi tôi vừa gắn xong 4 răng cửa cho một bệnh nhân dán dính, thì sau khi mà gắn xong thì bệnh nhân hoàn toàn happy, và cái những cái khớp phải của bệnh nhân và những cái răng bị vách ban đầu của bệnh nhân thì sẽ không còn nữa. Đây là trải nghiệm rất rất tuyệt vời.